Chào Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Hôm nay thì cái khúc đầu á, các quý vị biết là những cái ngày đầu mà Hamas tấn công vào Do Thái đó thì những cái bỏ phiếu về yểm trợ đó yểm trợ, hỗ trợ thì người ta đứng về do thái tới 90 mấy phần trăm. Nhưng bây giờ thì cái bối cảnh nó bắt đầu nó thay đổi lớn. À, có thể là có một cái bối cảnh khá là bất lợi cho phía bên do thái. Và bây giờ thì cho nguyên lấy cái danh sách đây là cái tại vì nguyên phải cầm cái danh sách đây. Cái danh sách bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc kêu gọi do thái ngừng bắn ngay lập tức tạm thời. Người ta kêu là tạm thời vì cái tình hình nhân đạo nó quá nhiều, dân còn cần giải cứu ở trong Gaza. Nguyên phải nói cho kỹ nó không mấy bác nó ngộ nhận nữa mấy bác bắt bẻ Nguyên nó khổ lắm Ở trong Gaza có khoảng tầm 2 triệu gửi người cần giải cứu 2 triệu gửi Nhưng mà thực tế người dân Palestine họ cái số lượng nó đông hơn Cái số lượng hiện bây giờ đang cần giúp đỡ nó nhiều khu vực khác nhau Tổng cộng hết là người dân Palestine đang cần tị nạn Đang cần trợ giúp tới 5 triệu 8 5 triệu 8 nên là chắc cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là cái vấn đề mà Huy nói là vấn đề mà thiện nguyện lo lắng cho dân nó đang ở trong một cái giai đoạn khó khăn và cũng là bởi vì vấn đề mà dân thường quá nhiều mà nếu tiếp tiếp tục cái cuộc giao tranh nó tăng theo cái tốc độ này thì dân thường lại xảy ra tính mạng nữa. Nên Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi do Thái hãy ngừng bắn ngay lập tức. Sau khi tối ngày hôm qua, sáng ngày hôm nay là phía bên Liên Hiệp Quốc họ đã họp và cái bỏ phiếu của họ đã có cái kết quả sau đây 120 quốc gia đã kêu do Thái ngừng bắn ngay lập tức 14 quốc gia ủng hộ do Thái 14 quốc gia ủng hộ do Thái và 45 quốc gia không có comment có nghĩa là không có cái trả lời gì đó. tôi không muốn xen vào chuyện này 45 quốc gia tôi không muốn xen vào chuyện này à, tôi không muốn xem vào chuyện này thì đặc biệt là chúng ta tất nhiên là 120 quốc gia thì trong nguyên mạng phép là không có thể nêu lên hết 120 quốc gia mà nguyên chỉ cái nêu lên những cái quốc gia mà 14 quốc gia họ ủng hộ do thái thôi cho các quý vị thấy được đầu tiên nhất là chúng ta phải nói là hoa kỳ tất nhiên là hoa kỳ là không thể nào mà không ủng hộ do thái rồi à sau đó cái quốc gia ở tại châu phi đó là tongo à, tongo mà thực tế là Nguyên biết Tongo nó nằm ở Châu Phi thôi chứ Nguyên cũng không có hình dung nó nằm ở chỗ nào nữa. Xong à, rồi chúng ta có Bahue là ở tại Nam Mỹ, à, uh, Pocueño Nguyên cũng không biết ở đâu, à, uh, um, Maxol, Mixconel, tất nhiên là do Thái, Hungary, Guilmata. đó, Đó là những cái quốc gia mà những dài cái là 14 quốc gia chúng mình không nêu lên hết nhưng mà 14 quốc gia này là những cái quốc gia ủng hộ trong đó có thêm úc nữa australia oh uh, so là so nước áo nước áo cho nên phải australia xem nào nước áo oh thì tổng cộng chỉ có 14 quốc gia thôi nhưng chắc các quý vị hỏi việt nam bỏ phiếu như thế nào thì việt nam chúng ta bỏ phiếu kêu ngừng bắn việt nam chúng ta bỏ phiếu kêu ngừng bắn chắc cái vị chắc không có nghe nguyên nói về ý pháp anh quốc À, phần lớn những quốc gia châu Âu thì họ không bỏ phiếu. Họ bỏ phiếu trắng. À phần lớn châu Âu họ bỏ phiếu trắng. Các quý vị, à Pháp bỏ phiếu trắng, à Italy bỏ phiếu trắng, Đức bỏ phiếu trắng, phần lớn là họ bỏ phiếu trắng. Họ không muốn xen vào cái vấn đề này vì cái vấn đề nó khá là nhạy cảm. Vì nếu chúng ta đứng về nhân đạo thì chúng ta sẽ đứng ngay lập tức và chúng ta kêu gọi do Thái ngừng bắn. Nếu chúng ta đứng về cái chiến lược quân sự và chúng ta biết là một tinh tiêu quỷ lực lượng Hamas thì chúng ta sẽ ủng hộ Do Thái nhưng mà các vị cũng biết là hành động đó sẽ dẫn đến người dân thường tử vong rất là nhiều thì đây bắt đầu là cái sự việc mà bỏ phiếu ở tại Liên Hiệp Quốc nó đã dẫn đến cái sự phẫn nộ của phía bên đại diện của Do Thái ngày hôm nay nó rất là khủng khiếp đó là đây là một cái số áp đảo vì 120 kêu gọi Do Thái ngừng bắn chỉ có 14 phản đối và 45 à, thì cái vấn con số nó vẫn áp đảo nhiều hơn nhiều à, con số mà kêu là con số mà kêu gọi nó rất là nhiều nên dẫn đến chúng ta thấy được là cuộc chiến ngày hôm nay nó không giống như cuộc chiến ngày xưa ngày hôm nay chúng ta truyền thông nó rất là lẹ thông tin hình ảnh chúng ta có phóng phóng viên báo chí độc lập khắp nơi trên thế giới à, chúng ta có sự điều tra à, trái chiều của hai phía nên là cái vấn đề mà những cái sự kiện đặc biệt là đụng tới tính mạng của con người, người dân thường, thì tất nhiên là duy luận xã hội sẽ phản bác. Và nếu tình hình tiếp tục như thế này, thì Do Thái sẽ đối đầu với cái cuộc phản bác càng ngày càng nhiều. Điển hình tại Mỹ, quốc gia Mỹ là cái quốc gia ủng hộ Do Thái hàng đầu, sát cánh cùng Do Thái tối đa, đem hai hàng không mẫu hạm, rồi chuẩn bị gần cả 15-20 ngàn binh sĩ để chuẩn bị cho những cái tình hình xấu hơn. Nhưng mà tại New York thì người ta cũng xuống đường biểu tình một cách rầm rộ nếu các quý vị nào ở New York thì thấy là ngày hôm nay họ biểu tình khủng khiếp Và không riêng biệt vì New York thì tất cả những cái quốc gia ở tại châu Âu và nhiều châu lục khác thì họ cũng xuống đường biểu tình Vì đó là cái tình hình nhân đạo các quý vậy. Nên tại sao nó rất là khó ngày hôm nay, nó không giống như xưa Những cuộc chiến tranh nó phải minh bạch và nó sạch sẽ Và chiến tranh mà thì làm sao nó sạch sẽ được Đã nói là chiến tranh rồi thì làm sao là nhân đạo được cũng giống như cái lời phát biểu của ông thủ tướng uh, Netanyahu. Ông ta kêu là chiến tranh là chiến tranh. Các quý vị đặt cho tôi quá nhiều câu hỏi. quá quá nhiều điều lực. Làm sao tôi đánh chiến tranh được. Uh, thì cái điều đó nó đang dẫn đến cái sự phẫn nộ. Và cả luôn những gia đình của những người uh, con tin đang lo lắng. Sau cái sự việc vừa qua. Thì trên khoảng tầm 6 tờ báo. Hai đài truyền hình của Do Thái. Uh, họ đã phỏng vấn những gia đình mà những gia đình bị bị lực lượng Hamas đang bắt làm con tin, thì họ rất là lo cho những con tin đang bị bắt. Họ nói bây giờ cái hành động của lực lượng của do Thái nó sẽ dẫn đến cái sự phẫn nộ của phía bên Hamas và họ sẽ trả thù và họ không biết trả thù với ai, họ sẽ trả thù trên con tin. Nên là hiện bây giờ nhiều gia đình của nạn nhân bị bắt uh, do lực lượng do Thái đã bắt thì họ đang kêu gọi sự gặp mặt với chính phủ của do thái thứ nhất là họ muốn gặp ông netanyahu đó là thủ tướng của do thái họ muốn gặp bộ trưởng bộ quốc phòng họ muốn gặp tham mưu trưởng họ muốn gặp những người đại diện của chính phủ đặc biệt là lực lượng quân đội để họ muốn kêu gọi những người này làm sao phải giải cứu con tin vì cái hành động của các ông nó sẽ dẫn đến cái sự trả đũa trả thù của lực lượng hamas và tính mạng của gia đình của chúng tôi sẽ bị đe dọa và nguy hiểm thì cái này nếu các quý vị phải đặt cái vị trí Nguyên nói rồi Tai của mình không bị cắt thì không có đau Mình nguyên tâm tình ở đây Nguyên chia sẻ thông tin ở đây với một cái quan điểm trung lập Dưới à, một cái cái tầm nhìn ở từ xa Thì Nguyên không cảm giác tổn thương gì cả Bình thường à, Nhiều khi cũng có thể còn cười được nữa Nhưng mà các quý vị biết là Các quý vị phải đặt cái vị trí của các quý vị là người Do Thái Và người Palestine Thì nó hoàn toàn khác Nguyên nói là trong cái cuộc chiến tranh nó mù quáng về thù hận nó không còn có cái lý trí nữa nó không còn cái lý trí nữa và nó không còn biết phân biệt đâu đúng đâu sai nữa nó chỉ có một cái duy nhất là trả thù và tính mạng của con người bị mất đi trong cuộc chiến càng ngày càng nhiều thì cái trọng chất của thù hận nó càng ngày nó càng nhiều và cái sự sai lầm nó càng ngày nó càng nhiều thôi nó không có tốt đẹp gì cả nên tại sao phải hạn chế tối đa Tính mạng người dân thường à, Ở trong một cuộc chiến à, Sau khi cái cuộc tấn công Một cách giống như là tàn bạo Vũ bão của phía bên Do Thái Thì Lực lượng Hamas đã kêu gọi Sự giúp đỡ Đại diện cho lực lượng Hamas Đã kêu gọi sự giúp đỡ à, Trước khi cái đường Antarnet đã bị cúp à, Sáng ngày hôm nay Thì lực cái khu vực Gaza đã không còn nét nữa hoàn toàn đã không còn nét sáng ngày hôm nay là không còn nét nên là lúc mà tối ngày hôm qua thì cái ông trùm đại diện cho Hamas đó từ ở khu vực ông đã gửi cái tính cầu cứu qua nước ngoài và nước ngoài đang cầu cứu và kêu gọi kêu gọi tất cả người dân Palestine không phải ở trong đất nước Palestine mà cả luôn ở ngoài nước Palestine hãy yểm trợ và tham chiến để đối kháng giặc ngoài xanh đây là lời phát biểu của phía bên và kêu gọi những cái quốc gia đạo hồi giáo uh, cùng sát cánh cùng họ, cùng yểm trợ họ để họ có thể đối kháng với lực lượng xâm lược. thì cái này nguyễn đã nói rồi cái lý tưởng trong cái vấn đề này nó khó lắm, nó khó vô cùng và nó xảy ra rất là nhiều những cái sự việc trong những ngày kế tiếp thiếu cái tình hình nó tiếp tục tăng. Thì đặc biệt hơn nữa thì trong cái lời phát biểu của lực lượng đại diện cho Hamas thì họ đã kêu gọi đặc biệt là cái quốc gia ở tại Jordani. Jordani, người dân Palestine đang ở trụ sở ở tại Jordani. Hãy cùng họ tham chiến. Thì Nguyên cũng không biết là trong những ngày kế tiếp thì cái bối cảnh nó tình hình nó sẽ biến cố như thế nào. Chỉ thấy là cái dấu hiệu bây giờ nó rất là xấu. Nó rất là xấu. Tình hình nó leo thang. À, đủ thứ về phía cạnh hết tình hình nó leo thang về đủ thử phía cạnh cả à, Châu Uyên thấy là trong diễn đàn của chúng ta thì chúng ta ủng hộ do Thái khá nhiều và chúng ta ủng hộ do Thái khá nhiều à, một số người thì cô chú anh chị em thì đứng về phía trung lập nguyên nghĩ là chỉ có một ít người ủng hộ Palestine mà thôi à, cái điều đó là chuyện cũng dễ hiểu nó cũng rất là dễ hiểu thứ nhất là chúng ta là phần lớn là chúng ta ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết cái xu hướng của Hoa Kỳ là ủng hộ do Thái Chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta ngưỡng mộ người Do Thái là tài giỏi, người Do Thái tài ba. Nên là trong cái nhìn của chúng ta lúc nào cũng có một cái sự thân thiện với Do Thái rồi. Chúng ta nào cũng vậy. Thực tế là bây giờ gia đình nguyên cũng vậy. Nếu mà kêu họ là, là họ đã bắt đầu, chúng ta đã có một cái cảm tình với người dân Do Thái. Nói chung là như vậy. À, nhưng mà các quý vị cũng biết là đó là cái quan điểm của người Việt Nam chúng ta. Cái quan điểm và cái nhìn của người Việt Nam chúng ta. À, nhưng mà không phải là cái quan điểm của thế giới không phải là cái quan điểm và cái nhìn của thế giới nên là đã gặp những cái sự cái sự tấn công của do thái ngày hôm nay đã gặp những cái sự khó khăn rất là nhiều với cái sự lên án cả toàn cầu cả toàn cầu đặc biệt là cái quốc gia mà nguyên muốn nêu lên cho các quý vị đó là ông thổ nhĩ kỳ Ừ, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đã thay đổi cái lập trường chính trị của mình bảo quay lưng lại với Do Thái một cách rất là dữ và bắt đầu có những hành động lên tiếng khá là gay gắt. Tuy rằng Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ có cái lời đe dọa hay là Thổ Nhĩ Kỳ đã có những cái lời công bố tham chiến gì cả không có. Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ có làm điều điều đó. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay đã cho rằng ông Erdogan lời phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để cho nguyên nhấn mạnh rằng là ông ta nói rằng Hamas không phải là một lực lượng khủng bố Hamas là một lực lượng anh hùng đang giải cứu đất nước bị kẻ xâm lược xâm chiếm. Đây là cái lời phát biểu của ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ edugan Đây là cái lời phát biểu đang chỉ trích thẳng vào Do Thái, nhắm thẳng vào Do Thái. Và đây là lời chỉ trích nó rất là nặng nề cho Do Thái các quý vị. Rất là nặng nề cho Do Thái. Là đây là một cái điều mà bắt đầu là chúng ta thấy rõ được là tình hình những quốc gia láng giềng của Do Thái ở khu vực đó đang bắt đầu có một cái dấu hiệu phẫn nộ. Tất nhiên khi họ phẫn nộ họ sẽ dẫn đến cái sự gì âm thầm yểm trợ cho lực lượng Hamas. Cái này là chúng ta phải hiểu. Giống như là Hamas ngày hôm nay người ta rất là không hiểu Hamas lấy đâu có tiền. Hamas lấy đâu có rocket. Hamas lấy đâu mà có quà tiễn chắc nha. Hamas lấy đâu mà có máy bay không người lái những số tiền đó trong thời gian vừa qua Hamas đào ở đâu ghê và cuộc giao tranh nó đã kéo dài 21 ngày và Hamas vẫn tiếp tục bắn Hamas vẫn còn có rocket bắn mỗi ngày và lực lượng Hamas không phải nằm ở tại Gaza không nằm ở nhiều quốc gia lân cận trong đó trụ sở ở tại Iran Iraq uh, Jordani uh, Liban Syria uh, và chúng ta thấy rõ được là khi lúc sự phẫn nộ thì các cái vị cũng phải thông cảm cho người ta thứ nhất là người ta đạo hồi giáo người ta cùng cái tiếng nói nó lai lai chúng ta người ta cùng cái văn hóa người ta lại rất là thấy là Palestine là cái quốc gia nhỏ đang bị cái sự mạnh thì người ta đứng về phía bên Palestine người ta lên tiếng rất là dữ dội thì tất nhiên là người ta sẽ có cái hiểm trợ ngầm sau lưng à, khi lúc đó trong nguyên nhắc lại chúng ta còn hai cái quốc gia lớn rất là lớn đứng sau lưng Hamas, tất nhiên là chúng ta không có bằng chứng cụ thể. Đó là ông nga và ông Trung Quốc, ông nga và ông Trung Quốc. Nên là cái tình hình cuộc chiến nó khá là phức tạp. Tất nhiên là nếu mà chúng ta nhìn cái bối cảnh về, quý nói là nhìn cái bề mặt, nhìn cái bề mặt, chúng ta không tính về cái thế lực sau lưng thì thực tế là do thái là nuốt trọn, ăn, ăn, ăn ngọt luôn, ăn ngọt lực lượng Hamas. Trời chắc luôn cái lực lượng Hezbollah luôn chấp luôn Hezbollah luôn chấp luôn cái tổ chức mà cực cực đoan đạo hồi giáo đó chấp luôn nhưng thổ nhĩ kỳ thì khác nha trong nguyên nhắc là, là thổ nhĩ kỳ là cái quốc gia khí tài quân sự rất là mạnh rất là mạnh thổ nhĩ kỳ còn mạnh hơn iran nữa nên là thổ nhĩ kỳ thì hoàn toàn khác thổ nhĩ kỳ mà bắt đầu có vấn đề với do thái là do thái hơi bị mệt vì Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị cho cuộc chiến tranh dài trong thời gian vừa qua Thổ Nhĩ Kỳ là cái quốc gia có đem rất là nhiều khí tài quân sự tiến tân hàng đầu của thế giới Thổ Nhĩ Kỳ không phải là những quốc gia về vấn đề kinh tế yếu kém hay là quân sự yếu kém Nên là lực lượng quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ rất là mạnh Rất 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 là mạnh các người à, Mạnh hơn Iran nữa Nên là tất nhiên là Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong cái khối liên minh NATO họ sẽ không có tham chiến nhưng mà nguyên tin chắc với cái sự phẫn nộ của ông Erdogan Edur ngày hôm nay ổng sẽ có những cái hành động uh, hành động uh, hành động yểm uh, trợ ngầm nguyên phải dùng một câu chính xác là yểm trợ ngầm các quý vị nhắc về tổng thống Zelensky thì ngày hôm nay phía bên Ukraine họ bỏ phiếu trắng bỏ phiếu trắng để cho nhắc cho các quý vị biết là Ukraine đã bỏ phiếu trắng uh, Ukraine uh, không muốn lên tiếng cái vấn đề này nhưng cái điều mà Nguyên đáng buồn là cái gì? Các quý vị còn nhớ không? Chúng Nguyên nhắc lại ha, lúc mà Yêu Khanh bị tấn công, bị Nga tấn công một cách dữ dội. Yêu Khanh kêu gọi cầu cứu, trên thế giới ai cũng giúp đỡ, trừ Do Thái. Trừ Do Thái. Nên tại sao Nguyên nói trên thế giới này chúng ta đừng có làm ngơ với những cái bi kịch của người khác. Một ngày nào đó đâu có ai biết nó sẽ đến với mình. Cuộc đời nó là gì mà. À, chúng ta cứ nghĩ là cái chuyện đó là chuyện của người ta, nó không phải là chuyện của mình. À, ngày xưa nhất là người việt nam chúng ta hay thường có một cái quan điểm đó thấy uh, một cái gì bất công ở xã hội thấy ông này đánh bà kia à, chúng ta không có can thiệp vào chúng ta nói, thôi, 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 trời ơi đừng có can thiệp vô mà lắm chuyện của gia đình của người ta không phải chuyện của mình đó chúng ta hay có cái quan điểm đó và cái quan điểm đó nó sẽ dẫn đến cái sự việc là chúng ta sẽ bị tẩy chay và cô lập nên là đối với nguyên do thái cũng là cái sai lầm cái khi lúc mà uy khan khó khăn thì do thái là cái người lại không giúp đỡ nhiều lại không giúp đỡ nhiều các cái vậy nên là nguyên chỉ có nói là cái quan điểm sống ở trong đời thì chúng ta làm được cái gì trong cái bối cảnh người ta khó khăn thì chúng ta yểm trợ hay giúp đỡ theo cái khả năng của mình chúng ta không cần thiết phải làm hết sức nhưng mà làm cái gì theo cái khả năng của mình có yểm uh, trợ cho cái khả năng của mình có Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Israel tố Hamas giấu đường hầm, trung tâm chỉ huy trong bệnh viện. Gaza hướng đoạn tập kích ác liệt nhất trong 3 tuần. EU tìm cách tập trung vào Ukraine trong bối cảnh bất ổn ở Trung Đông. Quân Nga bị chuộc cống tấn công trong chiến hào. Giao tranh ác liệt ở pháo đài miền Đông, Nga mất một lửa đoàn tại Abdiqa, và mở đầu sẽ là những nội dung chi tiết về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Israel tố Hamas giấu đường hầm, trung tâm chỉ huy trong bệnh viện. Quý vị thân mến, quân đội Israel tố lực lượng Hamas lợi dụng hệ thống bệnh viện ở giải Gaza để giấu đường hầm và các trung tâm điều hành. Theo hãng tin Reuters vào ngày 27 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel khẳng định phong trào Hồi giáo Hamas đã lợi dụng hệ thống bệnh viện ở giải Gaza làm khiên trắng các đường hầm và trung tâm chỉ huy của mình. Chủ đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn IDF, phát biểu họp báo. Hamas đã biến các bệnh viện thành trung tâm điều hành và nơi trú ẩn cho binh lính chỉ huy. Thưa quý vị, ông Hagari đưa ra nhiều hình ảnh, biểu đồ và bản ghi âm mà ông cho là bằng chứng cho nhận định trên. Người phát ngôn IDF cho rằng Hamas sử dụng hệ thống bệnh viện trong đó bệnh viện Al-Shifa lớn nhất giải Gaza để che giấu cơ quan chỉ huy và lối vào hệ thống đường hầm dưới lòng đất chằng chịt của mình. Ông Hagari nói, quân Hamas hoạt động bên trong và phía dưới Shifa cùng với các bệnh viện khác ở giải Gaza. Trước đây, quân đội Israel từng nhiều lần cáo buộc Hamas đặt cơ quan đầu não tại các khu dân cư hoặc gần trường học, bệnh viện. Những bình luận trên được hai phía đưa ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị phát động chiến dịch quân sự trên bộ với quy mô lớn vào giải Gaza. Bên cạnh đó, IDF còn thực hiện nhiều cuộc đột kích quy mô nhỏ bằng xe tăng và thiết giáp song song với các cuộc không kích dữ dội vào vùng đất của người Palestine này. Gaza hứng động tập kích ác liệt nhất trong 3 tuần. Hôm 27 tháng 10, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực bằng cả không quân, hải quân và pháo binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp giải Gaza. Thưa quý vị, thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều mục tiêu và loại khỏi vòng chiến đấu một số chỉ huy cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, trong khi đó, các nguồn tin của khu vực đánh giá các cuộc bắn phá ngày hôm qua là ác liệt nhất kể từ đầu chiến dịch gươm sắt mà IDF tiến hành vào giải Gaza ngày 7 tháng 10. Cường độ và tần suất các cuộc tấn công đặc biệt dày đặc trong đêm qua với hàng trăm cuộc bắn phá kéo dài liên tiếp trong nhiều giờ. Cũng trong ngày hôm qua, nhà cầm quyền Israel đã cắt toàn bộ mạng Internet tại giải Gaza. Thông tin này đã được truyền thông khu vực và nhiều tổ chức quốc tế tại Gaza xác nhận, trong khi giới phân tích cho rằng đây là sự chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch tấn công bộ binh vào giải Gaza. Nhận định này càng có cơ sở khi người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, vào chiều qua tuyên bố rằng lực lượng bộ binh của nước này sẽ mở rộng hoạt động quân sự tại Gaza trong đêm 27 tháng 10. Trước đó, trong đêm 25 và 26 tháng 10, bộ binh Israel cũng đã tiến hành một số cuộc đột kích chấp nhoáng vào Gaza. Phản ứng về chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Gaza, Đêm qua, nhiều cuộc biểu tình quân chúng với hàng ngàn người tham gia đã đồng loạt nổ ra tại nhiều thủ đô và thành phố lớn ở một số quốc gia trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Tunisia, Morocco, Lebanon để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine. Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu lên án việc ném bom giết hại trẻ em, phụ nữ và dân thường tại giải Gaza, kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức có hành động can thiệp bảo vệ người Palestine. EU tìm cách tập trung vào Ukraine trong bối cảnh bất ổn ở Trung Đông. Cuộc thảo luận về Ukraine bị đẩy sang ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh EU sau khi ngày đầu tiên, khối này tập trung thống nhất quan điểm về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Theo hãng tin AFP, các nhà lãnh đạo EU họp tại Brussels vào ngày 27 tháng 10 đã thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông, thu hút được sự chú ý của toàn cầu. Cuộc thảo luận về Ukraine bị đẩy sang ngày thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh EU sau khi ngày đầu tiên khối này tập trung thống nhất về quan điểm về cuộc xung đột israel hamas Thưa quý vị, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar nói, điều thực sự quan trọng là một trong những kết quả của cuộc họp này là chúng tôi không mất tập trung vào Ukraine vì tất cả những điều đang xảy ra trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông. Theo ông Varadkar, bất ổn ở Trung Đông sẽ rất dễ gây mất tập trung vào cuộc xung đột ở Ukraine, và điều quan trọng là EU không nên để xảy ra tình trạng đó. Mặc dù tất cả các nước EU lên án mạnh mẽ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, nhưng EU bị chia rẽ sau khi một số quốc gia thành viên kiên quyết ủng hộ hành động quân sự của Israel, còn những quốc gia khác kêu gọi bảo vệ thường dân Palestine theo luật pháp quốc tế. Do đó, cuộc thảo luận về Ukraine, vốn là chủ đề chương trình nghị sự hàng đầu tại các hội nghị thượng đỉnh EU kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, vào tháng 2 năm ngoái đã được đẩy sang ngày 27 tháng 10, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm trong phiên họp vào hôm 26 tháng 10. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel, điểm quan trọng nhất trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh là Ukraine, với cuộc thảo luận về cách EU tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, duy trì và thậm chí tăng cường áp lực với Nga thông qua các lệnh trừng phạt. Một biện pháp quan trọng của EU là một kế hoạch ước tính dự kiến trị giá 20 tỷ euro trong 4 năm dành cho quỹ quốc phòng hỗ trợ Ukraine như một phần trong các cam kết an ninh rộng lớn hơn của phương Tây. Đa số thành viên EU đồng ý hỗ trợ tài chính hơn nữa cho Ukraine, chỉ có Hungary và Slovakia phản đối. Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyên bố rắn, Nga không được phép thắng ở Ukraine. Hoa Kỳ sẽ không cho phép Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến xâm lược Ukraine, vì điều này có thể thúc đẩy Trung Quốc tiến hành cuộc xâm lược vũ trang chống lại Đài Loan. Điều này được RBC Ukraine công bố dựa theo phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson, người được AP trích dẫn. Thưa quý vị, ông Johnson nói rằng Hoa Kỳ sẽ không rời khỏi Ukraine. Ông tin tưởng rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ khuyến khích không chỉ bản thân quốc gia xâm lược, mà còn cả Trung Quốc trong mối quan hệ với Đài Loan chủ tịch hạ viện phát biểu chúng ta không thể để putin giành chiến thắng ở ukraine vì tôi không tin rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó tuy nhiên ông nói thêm rằng viện trợ cho ukraine đòi hỏi trách nhiệm giải trình cao hơn đối với số tiền đã chi tiêu